Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Khoa TV. Thì hôm nay mình có nhận được một cái máy Apple F1S các bạn nhé. Do quá trình mở mật khẩu ấy, các bạn upside ROM. Upside ROM nên là khi mở lên nó có rất nhiều trường hợp nó dính nhé. Một là cái trường hợp treo logo này, hai là trường hợp rung dài, ba là cái trường hợp là treo recovery. Thì mình cái máy này upside ROM nên là nó dính cái trường hợp treo recovery các bạn nhé. Chứ cái phím này mình đã cách nia rồi, mình thử rồi và nó không phải do phím đó. Thì bây giờ mình sẽ bật cho các bạn xem này. Khi mở mật khẩu upside down nên là nó bị cái trường hợp này các bạn nhé. Cái này của mình dính cái trường hợp là mở lên và nó treo recovery. Còn một cái trường hợp nữa là nó dính nỗi rung dài, và một cái trường hợp nó dính treo logo, treo liên tục luôn. Các bạn để cho nó kiệt pin là nó tự tắt nguồn. Đó, cái này thì của mình dính cái trường hợp dính treo recovery này các bạn này. Nếu mà nó lên nó kẹt phím này nhá. Nó mà kẹt phím này bật phát là nó vào recovery luôn. Chứ nó không treo theo kiểu này. Đây mình vào index mình report này đi. Thì cái F1S này nó có hai đời máy các bạn ạ. Đời 2016 và 2017. Và nó có hai loại chip nhá. Đều hai cái đời máy đây nó đều có hai loại chip. Chip MTK 6755 và 6750. Anh em để ý những cái chip đấy nhá. Rồi đấy, treo luôn các bạn này. Rồi giờ mình sẽ up room lại cho nó nhá. Rồi ok các bạn nhé. Cái này nó áp xong rồi các bạn này. Nó báo đăng ở trên này 100% rồi. Nãy nó chạy lâu quá nên mình không quay cái đoạn đấy nữa. Nó chạy linh tinh xong là nó lúc được lúc không. Con này chạy mình chạy 3-4 lần nó mới được luôn các bạn. Đấy. Thì bây giờ sẽ rút ra và kiểm tra cách ni pin rồi nhé. Và bật lên này. Như cái dòng này chạy nếu mà nó bị treo như thế, thường thường chạy xong nó sẽ bị mất IMEI các bạn nhé. Mất IMEI thì cắm SIM nó sẽ không nhận. Mình sẽ nhét tạm cái SIM vào đây đã. Đây mình sẽ tua nhanh một đoạn nữa nhé. Tại vì cái này nó bút nó hơi lâu. Đó, hiện tại nó lên như thế này rồi các bạn nhé. Thì các bạn chỉ cần không cần kích hoạt vào như bình thường, không cần phải kích hoạt đấy nhé. Không cần phải kích hoạt chuyển tiếp vào hay bắt wifi. Các bạn chỉ vào cuộc gọi khẩn cấp này. Các bạn đánh cho mình sao thăng 8-13 thăng. Cái này 8-12 thì nó ra tiếng Trung nhé. Còn 8-12 này, 8-13 này nó ra tiếng Anh. Đó, thì các bạn ra tiếng Anh như thế này thì các bạn vào cài đặt. Các bạn vào cái ngôn ngữ này. Ngôn ngữ các bạn chọn tiếng Việt cho mình. Language. Ở tiếng Việt. Đó, thì nó chuyển về tiếng Việt luôn. Cái này đây này các bạn này. Riêng ở trên này sẽ mất sóng này. Đấy. Vào kiểm tra email sẽ mất email nhé.
mày luôn hết. Rồi mình sẽ ngồi mình fix cho fix email cho nó lên email cho các bạn cùng theo dõi nhé. Đấy, vào trong cái lệnh này nó sẽ có một cái lệnh để vào fix email. Đó. Vào radio này. Đây là email 1 nhé các bạn nhé. Email mình để tùy chọn 16 số. 15 số. Đây là cách fix nhanh nhất. 4 này, 5. Trong cái fix email này sẽ có bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Nhưng giờ mình làm cho khách nên là làm phải nhanh. Không tí khách nó lấy. Rồi, email 1 này. Email 2 này. Rồi ok, giờ này là mình đã fix cho hai cái email này nó có email rồi. Và trở ra và kiểm tra. Bây giờ nó vẫn đang chưa có nhé, các bạn khởi động lại nhé. Như mất cái mây kia thì trong cài đặt nó sẽ mất luôn các bạn nhé. Khi áp nhầm ROM nó sẽ mất luôn những cái mây đấy và nó sẽ mất sóng. Như bình thường để một lúc cái này nó tìm kiếm sóng là nó ra sóng luôn, nhưng mà đây nó mất hoàn toàn luôn. Đây mình sẽ kiểm tra lại cho các bạn cùng xem. Đây được một cái rồi đây. Nhưng mà cái thứ hai này mình đánh sai rồi nên là nó chưa được. Tí nữa mình đánh lại thôi nhé. Là cái này nãy mình bấm nó sai. Nhưng đây này. Các bạn thấy không? Cái email này nó tùy chỉnh này. Đây là cái email số điện thoại của mình luôn nhé. Mình đánh số điện thoại của mình làm cái email luôn. Đó. Thì nó đã lên cái cột sóng Viettel này các bạn này. Đó. Đó, sẽ có email và gọi thử cho các bạn cùng xem luôn. Nếu mà không email thì sẽ không có sóng và không có gọi được các bạn nhé. Đó, và cài đặt kiểm tra email nó đã fix như cái mình đã fix. Đây là cái số email này các bạn này. Đấy, số điện thoại mình đây nhé. Cái email 2 này nãy nó đang bị lỗi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Qua TV, chúc các bạn thành công.